chồn có ăn, chim trời có ngủ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Chúa Giêsu nói với một người khác: anh hãy theo tôi. Người ấy thưa thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Chúa Giêsu bảo: cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn anh hãy đi loan báo triều đại được Thiên Chúa. Một người khác nữa lại nói: thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Chúa Giêsu bảo: ai đã cho tay cầm thầy mà còn quay lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Hôm nay cũng là ngày lễ quan hệ của cha giáo Đa Minh.
đến thăm nhà tôi và hỏi mộ thăm cha bố ngoài 80 tuổi rồi. Lúc đó ngài đã cả một đời ăn xét phục vụ và ngài đã về hưu được hơn 10 năm rồi. Khi cha trẻ hỏi cha bố rằng, thưa cha bố, nếu bây giờ con có một điều ước cho cha bố là nếu cha bố được trẻ lại như hồi thanh xuân, cha bố sẽ làm gì? Đương nhiên thanh xuân chức vụ linh mục, cha bố sẽ làm gì? Cha bố cũng đúng bảo rằng, tôi cả một đời đi con sứ, đi dạy học, rồi cũng làm những công việc phục vụ người nghèo, làm việc từ thiện rất là nhiều. Nhưng nếu bây giờ Chúa cho tôi trở về với tuổi thanh xuân của mình, thì tôi sẽ còn nữa. Nói như vậy nghĩa là linh mục cũng là những con người rất cần đến đời sống cầu nguyện. Cầu nguyện cho mình, cầu nguyện cho thân nhân. Và nếu trái giáo của chúng ta chọn cách đắc là con thầy, thì lại càng phải chìm sâu trong đời sống cầu nguyện để có thể nên giống thánh quan thầy của mình. Và chỉ có khi nào chúng ta chìm sâu trong cầu nguyện, thì lúc đó mới có thể loan báo tin mừng có hiệu quả được. Còn nếu không như thánh Phaolô nói, thiếu đời sống cầu nguyện, thiếu đức tác ái, thì lời răn dạy của mình chỉ những chiếc phèn là vô ích mà thôi. Vậy thì chúng ta cùng cầu chúc và cùng chia sẻ với cha giáo Đa Minh trong đời sống cầu nguyện. Và hôm nay cũng là lễ quốc thầy của Minh Đoàn Đa Minh trong giáo xứ chúng ta. Một lần nữa cùng hầu ba bốn trong người như thế này, mỗi sáng vẫn cất lên những lời kinh phục vụ, vẫn cùng nhau cầu nguyện. Và nét đẹp của Minh Đoàn chúng ta đó là cầu nguyện trong triều kính công đoàn. Đối với hội thánh, công đoàn là quan trọng. Đối với ơn cứu độ, công đoàn là quan trọng. Chúa nói rằng, Chúa cứu chúng ta, Chúa không cứu từng người đâu. Và trong cứu ước, Chúa tuyển chọn một nhân viên để qua nhân viên đó, Chúa thực hiện ơn cứu độ của Ngài. Rồi trong thời tân ước, Chúa cũng tuyển chọn một nhân viên đó là hội thánh. Và qua hội thánh, Chúa trao ban cho hội thánh quyền tha tội, quyền cầm giữ. Chúa trao vào tay hội thánh những phương tiện của ơn cứu độ, đó là những người tin đức, đó là lời Chúa, đó là những sứ vụ của hội thánh. Vậy thì con cũng trong ngày lễ này, con cũng khuyến khích anh chị em của Minh Đoàn, chúng ta hãy cố gắng cầu nguyện với nhau, cùng nhau và cho nhau. Đó là nét đẹp của Minh Đoàn, cầu nguyện theo triều kính công đoàn. Hôm nay cũng là ngày lễ quan thầy của cả đoàn Đa Minh. Lời ca nghi hát thật sự đó là một cái tâm tình rất dễ nâng lòng chúng ta lên để cầu nguyện. Như vậy đã có vị thánh nói cầu nguyện, con xin lỗi, đã có vị thánh nói hát hay là cầu nguyện thánh lắm. Hát hay là phải bằng trái tim, bằng tâm hồn, bằng cuộc sống của mình. Một lời ca chỉ thật sự có ý nghĩa khi chúng ta sống lời ca. Một lời ca chỉ thật sự có ý nghĩa khi chúng ta đem tâm tình, đem tâm trí lòng trí chúng ta vào đó để ca tụng Chúa, để phục vụ cộng đoàn trong cầu nguyện cầu nguyện. Tất cả những điều đó chúng ta nhắc nhau để chúng ta nói gương thánh Đa Minh, chúng ta sống đời sống cầu nguyện trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, cầu nguyện trong hoàn cảnh sống của chúng ta, cầu nguyện trong ơn gọi Đa Minh, cầu nguyện trong sứ vụ, trong cái công tác của những người làm ca đoàn. Nếu tất cả chúng ta đều chìm sâu trong đời sống cầu nguyện, thì tất cả đời sống cầu nguyện của chúng ta sẽ biến chúng ta thành một lời chứng cho tin mừng của Chúa. Và không đâu xa, những con người cầu nguyện sẽ là những sứ giả tuyệt vời để loan báo một cách có hiệu quả về tin mừng tình yêu của Chúa Giêsu Kitô cho chúng ta. Chúng ta cùng cầu nguyện cho quý ông chủ, ông chủ tịch và ông cô như cha đã nói rồi, đó là ông chủ vô họ Đức, cũng như là chủ yếu mà ông Triệu và nhiều anh em khác hôm nay cũng mừng lễ quan thánh Đa Minh. Chúng ta sống trong cầu nguyện, cầu nguyện và chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho ngày lễ này để chúng ta thực sự trở thành những người con cái quan hiền.